ẩm thực Ấn Độ đây. Rồi mình chắc mua thử cái bánh người Ấn Độ này ăn nào. Đưa ra được. Bánh nước là sang chảy. Đây, 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 đây. Đấy, chứ cái của em được xung mi cờ nhá. Bánh xong y 100 khoai à? 100 khoai. Xung xung 3 cái 100 khoai, xung xung cái là 100 khoai, 100 khoai 4 cái. À, thành 4 cái. Ừ. Nóng à? Nóng quá này em tí. Em ngồi ngắt đây này. Đâu, sờ bên ngoài thế thôi. Ừ. Này, với em ngồi ngắt một tiếng. Mẹ đúng cái mải xung y cả cái này đúng là cái kém người ngã. Em bảo em ăn cái xung còn gì nữa. Đúng là gì nữa. Đã quay lại đây làm gì? Quay đường chưa? Ừ. Nóng này còn quay. Ô léo thằng Indo. Thằng cứ. Tại ăn mẹ. Mà ăn mẹ. Còn phép. Bánh người Ấn Độ nhân trứng. Nhân trứng hành tây hơi dai. Anh ăn trứng này bao giờ chưa ăn không? Ăn gì? Ăn trứng này. Ăn. Ăn không? Ngon phết này. Đừng cầm. Anh cầm lấy chứ anh. Mùi đặc trưng. Nó lạ lạ. Đặc trưng. Mua về rũa bóng chân. Đấy, cho thằng béo kia nó vào kia nó ném đi nó tập thể dục. Đây. Sườn xám này. Sườn xám. Hả? Đêm rồi mà vẫn cứ đông. Thơm đấy. Ở đây thì chẳng có gì là thơm. Ôm đến rồi mà vẫn cứ đông như này. Hơn người đi dạo, người mua thì ít, người đi dạo nhiều. Ê em tưởng anh nhặt ở trong đấy ra. Sườn xám. Hãy
đi buổi đêm này về khó ngủ. Quán kia giỏi như nó cũng bán bạch tuộc hay sao, rồi trước nó bán toàn dâu bạch tuộc thôi. Đây là cá mực. Đây là cá mực. Bạch tuộc đây. Cho bùi eo chứ. Bùi eo, bùi eo chứ. Em á? Không. Quán này ngon. Đây dậu xếp hàng rồi. Thôi anh em mình ăn một hộp thôi. Rồi thưởng thức cái nào. Đấy. Cay ngon. Ngon nữa nào. Ngon không? Giòn. Ngon không? Đấy. Cay à? Ngon cho này. Xem ăn thử nào, xem nó ngon không? Ngon này là toát mồ hôi rồi. Cái đây cho nó tập ăn. Ăn được nào. Ngon không? Thế nào? Phát biểu cảm nghĩ em ăn nó có ngon không? Ngon. Mời mọi người ăn nhá. Mực nướng siêu cay. Cay cả bông. Ăn toàn mình đi nhỉ. Bật tôm tích kìa. Được. Đâu?
nhận. Con này nó đùn đùn con nói đùn chó. Đùn chó. Ừ, con này kìa. Ấy. Con sao nhìn như mặt này toàn cầm điện thoại không đố giữ được im như này. Cái này rút ra rút là tụt quần. Thế mà anh rút.